Một cuộc khảo sát do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện đã vén lên bức màn thực tế về nhu cầu nhà ở của công nhân tại các khu công nghiệp và khu chế xuất trên cả nước. Kết quả cho thấy, trong tổng số 3,78 triệu người lao động, có tới 1,8 triệu người đang đối diện với khó khăn trong việc tìm kiếm một mái nhà. Mặc dù đã có 181 dự án nhà ở xã hội được hoàn thành trong 2 năm qua, cung cấp khoảng 94.390 căn hộ, số lượng này vẫn chưa thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu đang ngày một tăng. Đa số công nhân vẫn phải sống trong điều kiện ở trọ tồi tàn, không đảm bảo an ninh và thiếu thốn tiện nghi cơ bản. Những thảm kịch như vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội gây ra mất mát lớn về người càng làm dấy lên lo ngại về an toàn cho người lao động. Vấn đề nhà ở giá rẻ, an toàn, tiện nghi là giấc mơ của biết bao công nhân, nhưng lại trở thành món hàng xa xỉ khi không phải đối tượng thu nhập thấp nào cũng có thể tiếp cận. Những khu nhà ở thu nhập thấp hiện nay thực tế lại chứng kiến cảnh ô tô đỗ đầy, lấn chiếm không gian công cộng, khiến người ta băn khoăn về việc ai thực sự đang sở hữu những căn hộ này. Cuộc sống an cư là mục tiêu quan trọng, nhưng để đạt được không phải chỉ là việc xây dựng những bức tường. Các rào cản từ chính sách và thủ tục pháp lý hiện tại đã làm khó dàng cho người thu nhập thấp trong việc tiếp cận nhà ở xã hội. Yêu cầu về hồ sơ phức tạp, chứng minh thu nhập và điều kiện sở hữu tài sản đã tạo nên bức tường ngăn cách với lao động ngoại tỉnh, bởi họ thường đã có tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở quê. Với giá bán cao ở các đô thị lớn, việc mua nhà ở xã hội quả là một gánh nặng, khi số tiền trả góp mỗi tháng có thể lên đến hàng chục triệu đồng, xa vời so với khả năng tài chính của họ. Một bất cập khác là người có khả năng tài chính lại tìm cách mua nhà ở xã hội, trong khi những người thật sự cần đến nó lại không thể với tới. Quốc hội khóa 15 trong kỳ họp thứ 6 sẽ xem xét các sửa đổi quan trọng trong luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở nhằm loại bỏ các vướng mắc trong cơ chế, chính sách, qua đó thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội một cách minh bạch và công bằng hơn. Nhiều lao động nghèo đặt niềm tin vào hình thức cho thuê, thuê mua, mua trả góp với chính sách ưu đãi, với mong muốn đó không chỉ là nơi trú ngụ mà còn là nền tảng vững chắc cho cuộc sống ổn định. Việc xác định chính xác đối tượng mua nhà và xử phạt nghiêm các trường hợp trục lợi sẽ đảm bảo mục tiêu mang lại 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người dân một cách hiệu quả. Điều này cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế tri thức sẽ góp phần cải thiện đời sống cho người lao động nói chung và người thu nhập thấp nói riêng, đưa mục tiêu an cư, lạc nghiệp từ trong giấc mơ thành hiện thực.